Mới đây, trang New đưa tin, một con trăng khổng lồ dài hơn 6 mét, nặng gần 100 kg, được một nhóm người dân bắt được. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 11 tại bang Assam, Ấn Độ. Theo nội dung đoạn phim được một cán bộ lâm nghiệp quay lại cho thấy, 8 người đàn ông khiêng một con trăng khổng lồ dài 6,1 mét bị bắt bên trong ao nước ở làng Daramchuli, Khaira Gran, thuộc bang Assam, Ấn Độ. Sau đó, video này được cán bộ lâm nghiệp nói trên đăng tải lên mạng xã hội ở Ấn Độ và gây ấn tượng mạnh mẽ với người dân. Theo thông tin từ các quan chức lâm nghiệp, con trăn này có trọng lượng lên đến hơn 100 kg, sau đó đã được thả vào khu bảo tồn động vật hoang dã Banadi để bảo tồn.